Thì bãi lùi lại à, bãi lùi lại. Lùi lại. Ok, rồi mời anh à. Đúng rồi. Cần nhất đứng rồi. Ok. Ok, em tấm. Xin kể một kỷ niệm, không biết Linh nghĩ là bây giờ bà ấy nổi thì bà không nhớ đâu, nhưng mà Linh nhớ hoài. Lúc đấy là con Linh nổi lắm quý vị, nổi ghê lắm. Mà đi hát ở đâu là sập sân khấu ở đấy hết, sân rộng thì cũng sập hết. Thì có một giai đoạn là như năm 1990 mấy, lúc mà đi cho ba Duy Ngọc, bố Duy Ngọc ấy, là Linh nhớ là ở tại Long Xuyên. Thì bình thường quý vị biết ngày xưa đi hát đó xe ô tô riêng, còn lại các ca sĩ trẻ sẽ đi một chiếc xe tung của đoàn trở xuống. Nhưng mà ngày xưa Linh nhớ là như các cái tụ điểm Sài Gòn ấy, khi mà các bầu show mà gọi các ca sĩ trẻ đi hát đó cho các ngôi sao để thành một cái chương trình ấy, thì bao giờ người ta cũng tìm là lót mà có A, B, C đó. Thì nhớ không nhầm, hình như là bạn này là nằm trong lớp loại A. Nhưng mà quý vị thường biết là ví dụ khi mà di chuyển một cái đoàn xuống ở các tỉnh miền Tây như vậy, thì các ca sĩ ngôi sao sẽ được bổ sung hướng cho các trạm để ở. Còn lại các ca sĩ trẻ có thể sẽ được ở ngay chỗ cái sân khấu hoặc là ở trong một cái phòng chung. Thì hồi đấy thực ra là con hay kể câu chuyện này cũng có một cái thông điệp gửi đến các bạn trẻ. Ở đây thì hầu như toàn gương mặt nổi tiếng thôi, nhưng mà xen lẫn vào đấy vẫn có một vài gương mặt trẻ, cho nên cũng muốn gửi đến thông điệp các bạn. Cơ hội sẽ đến khi mà các bạn đã chuẩn bị hết mọi sự. Hồi đêm con đang nhớ là những bạn này trong cái số mà các cái dàn mà đi hát lót đó thì cũng hồi đấy đến mụn tóc rồi, hồi đấy là tóc đã bóc hương rồi, hai màu rồi. Thì thường thường khi mà đến thì các bạn sẽ hầu như là một số thì tụ tập là ăn nhậu, một số là đánh bài đó, chờ đêm xuống bắt đầu son phấn vào rồi lên hát, hầu như thế. Thì tự nhiên nói ra một bạn này không bài không bạc, không rượu không chè, mà con Linh nhớ là con Linh có đi buổi chiều thì tài xế cứ chở đi ăn, thì chính từ bạn ấy chạy ra bảo anh em là làm những người trong đoàn ấy. Hình như hôm qua anh có thấy em xuất hiện ở trong chuyến xe nhỉ? Bạn bảo là anh nếu được anh có thể cho em đi nhờ hai đoạn ấy. Mình muốn hỏi đi đâu thì thấy cậu cầm hai cái găng tay, cậu xin đi đến phòng tập thể dục. Con Linh nói như vậy để biết là bạn này thì dặn thì là bạn sẽ luyện thanh, sẽ tập bài hát mới, và còn thời gian nữa thì sẽ đi tập thể dục. Wow. Đấy. Bạn này ngày xưa tập xưa hả? Tập cho quý vị đừng có tưởng thấy bây giờ lâu lâu tập nhảy thì là hơi lạ, không, bạn này là có tiền án tiền sự ngày xưa rồi, đã đi từng đi tập thể dục như vậy. Thì con Linh nói như vậy để thấy là cái đối với một cái thanh niên mà khi mà mình đã còn tập thì ở đây thì bây giờ con Linh cũng gặp nhiều lắm, nhiều lúc các bạn trẻ rồi cứ tập hát xong mà thấy sao mãi mình không có lên, hay là tụ tập ăn nhậu xong rồi chơi bời thức đêm khuya. Thế là bây giờ nếu mà cơ hội sẽ đến với bạn thì lúc đấy rõ ràng là bạn chưa chuẩn bị để đón nhận nó, cơ hội sẽ thuộc đi, còn bạn này thì bắt ngay tại chỗ luôn. Bởi vì con Linh nhớ là
sau cái đêm ấy hát thì mình mới để ý cái bạn này xem. Bạn là ca sĩ lóc thôi mà bạn ra hát rồi. Một mình đang ngồi trong mình chạy hát, một đứa nào nó hát ngoài đấy. Nhìn ra bạn ấy hát một quả mình sợ luôn. Tối bạn điên khùng mà bạn hát kinh hoàng luôn. Bạn hát một thiếu đường vỡ cả âm thanh mà không chấp hết một sợi gì cả. Thì Linh đã nghĩ trong bụng là, ồ, thì thằng đi là sau mình sẽ làm những chuyện. Từ hồi đấy con Linh đã để ý như vậy. Thì đó là một trong những kỷ niệm mà con Linh nhớ lại ngày xưa, những bạn này. Yeah. Con Linh nghe có những người đi nhường xe và nổi tiếng, hay leo lên xe con Linh cũng nổi tiếng hết. Yeah. Hey, chính bạn kia. Chẳng hạn như vậy đi, bạn cũng đã từng đi xe nhờ con Linh. Và chính là bây giờ... Để mời Trấn Thành lên đây luôn ạ. Xin mời Trấn Thành. Để mời Trấn Thành lên đây luôn ạ. Cứ ai leo lên xe con Linh là điều đầu tiên. Đây là anh có hậu quan, anh chia tụi em đó. Nhưng mà mình đừng có nói chuyện đi nhờ xe con Linh nha. Có được hạt phim con Linh nha em. Dạ. Chúng ta vỗ tay cho đạo diễn Trấn Thành. Trấn Thành xin chào quý vị, chào anh Linh, chào anh Tùng với anh Đàm. Chào những người em nói chuyện Tùng đấy. Dạ. Dạ không, em thích riêng tư chút xíu nhưng mà nó dạng nhỏ luôn. Còn sự riêng tư chứ em. Còn sự riêng tư một chút. Xin lỗi anh. Thưa quý vị, Thành ngồi bên dưới từ nãy giờ Thành có rất là nhiều cảm xúc. Thì trước tiên là Thành phải nói là như thế này nè. Là quý vị thấy em Linh anh lên anh nói là rất là sợ lâu cho nên kể một câu chuyện lâu lâu lắm. Thì em muốn lên em rút kinh nghiệm cho nên em phải ngắn gọn hơn lên một chút. Và thí dụ lỡ em có bị sai đường em lâu thì quý vị cũng bỏ qua, đó là cái nết của những người nói nhiều không? Thưa quý vị, hồi nãy Thành ngồi bên dưới, Thành ngồi Thành suy nghĩ từ lúc mình bước vào rồi mình nhìn cái dàn đồ á, cái dàn đồ mà anh treo á, mình ngồi mình suy nghĩ nó uống bây giờ nó thật sự nha, có đẻ ra 10 kiếp mà Trấn Thành cũng không thể nào mà chịu khó như anh Lương là đồ đạc mà để mà được canh như thế này. Và nói thiệt quý vị, đó là một cái việc bảo tàng quý vị. Nó đủ đẹp và nó đủ chỉnh chu để nó có thể làm một cái viện bảo tàng về thời trang, về trang phục của một nghệ sĩ. Thật sự luôn. Và không ai có thể mà chịu khó để mà quý vị để một cái bộ đồ nó quá trời phụ kiện mà anh làm được như vậy. Rồi quý vị thấy mở màn, người ta chỉ ra tung của cái đầm thôi. Và đi thay đổi. À cái khăn cho anh, xin lỗi. Xin lỗi anh. Chị. Nó hơi rộng. Và vâng, đó là cái khăn cho anh. Có xoay cái câu hậu chỉ không? Có một cái, đúng rồi, chỉ có một cái tung thôi, như quý vị thôi, như thế này thôi. Mà vào đó thay ngay bộ đồ liền. Có nghĩa là mình thấy là cái độ đầu tư của anh Hưng. Anh Hưng là cái người nghệ sĩ mà chịu khó thay đồ nhất Việt Nam luôn. Thật sự, ngày xưa là chỉ đối với em là thay đồ mà bậc nhất á, em gọi là sư phụ là Tiểu Thanh Bạch thôi. Bây giờ em nhìn là em để ý là chứ anh Hưng là cũng là 1 9 1 10 cái mặt luôn, là hai người này đấu với nhau được á. Thì em nói thiệt với quý vị là có những người em nhìn với em nói là chưa chắc mình làm được, không bao giờ mình làm được những điều mà đàn ông đang làm đó. Bây giờ cái sự chịu khó, cái sự chi tiết trong cuộc sống của anh, quý vị thấy mỗi một quý vị đang ngồi ở đây, chưa chắc em làm phim em mời được ngần này người đến đây. Em nói thiệt, em họp báo thì em chỉ mời vài người gọi là chủ chốt trong cuộc sống của em thôi, sau khi công bố dự án phim thì mình mới mời đâu. Ồ, quý vị thấy cái cách anh mời quý vị đến đây trang trọng như thế này, từng người từ Đà Nẵng rồi Hà Nội rồi Mỹ, có nghĩa là cái người này người ta sống nó tinh tế và nó chi tiết đến mức độ mà mình nghĩ rằng là mình đúng nãy giờ đang ngồi bên dưới hỏi câu y chang như Linh là cái phim này làm cái gì về cuộc đời ông, tại vì cuộc đời của ông có quá nhiều thứ trên đời để kể, cái gì ông cũng trải qua một cách rất là lập dị. Quý vị biết là Đàm Anh Hưng là một người sống không bình thường. Cho nên bây giờ rất không bình thường. Chúng tôi đều như thế thưa quý vị. Những người nghệ sĩ đã đứng như thế này, em cũng may mắn em nổi tiếng được hơn một thập kỷ rồi. Thì anh Hưng thì em thấy em quan sát là anh là một trong những người giữ được phong độ lâu bậc nhất cái showbiz Việt. Hơn 2 thập kỷ anh nhỉ? Gần 3 thập kỷ nổi tiếng. Quý vị biết nổi tiếng được đã là khó, mà nổi tiếng liên tục trong hơn 20 thập kỷ. Bây giờ nói thẳng là Đàm Vĩnh Hưng là người đã nổi tiếng 1/4 thế kỷ, không sai. Không sai. Mình kể cái gì trong cuộc đời của một người đã nổi tiếng hơn 1/4 thế kỷ. Cái phim này là phim về lịch sử. Chúng ta sẽ thấy được lịch sử của âm nhạc Việt Nam trải qua các giai đoạn. Em chỉ hỏi em một câu thôi, em có lại giống anh Linh, xin lỗi trước nếu em có mạo phạm. Rồi chưa dùng câu chuyện luôn. Tại vì em là một cái người sống cũng thật, em không bao giờ
Dạ vô em nói thiệt anh là nếu em có thương lắm, quý lắm, nếu như em lên em không có cảm xúc thì em sẽ không nói gì hết, em sẽ nói những câu rất là dễ thương rồi đi xuống. Em nói nhiều là có nghĩa là em có cảm xúc, là vì em muốn thật sự muốn chia sẻ với anh. Em hỏi một câu này với cả ekip luôn. Xin lỗi nếu câu hỏi của em nó có hơi tấn công một chút xíu, nhưng mà không phải là tấn công, nhưng mà em nghĩ nó sẽ gây tranh cãi một chút xíu. Thường người ta sẽ làm một cái bộ phim về cái nhân vật đó khi mà họ đã xong xuôi hết rồi. Thì dạ, xong xuôi cho cái cõi trần gian này hết rồi, thì mình sẽ kể lại họ qua cái chứng kiến của những người tại dương thế. Bây giờ với một cái người mà hiện hữu như thế này kể lại cuộc đời của mình, em thật sự rất muốn biết hỏi anh lên câu này. Với em sẽ cực kỳ không thích một dự án kể về một con người không có khuyết điểm. Nếu Trấn Thành làm phim về Trấn Thành, tôi sẽ tự biêu xấu bản thân mình. Như tôi đã từng nói, tôi là thằng Pride, tôi là Mr. Riêng Tư. Tôi là mọi thứ các bạn chửi rủa tôi, cuộc sống tôi enjoy với nó. Tôi nghĩ không sai, các bạn có quyền nói, tôi có quyền nhận hay không là quyền của tôi. Nếu mà cái phim này mà đạt được không có khuyết điểm thì tôi không muốn xem. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh làm cái phim này để làm cái gì? Em muốn biết cái mục đích lớn nhất để làm cái gì? Bởi vì những người như Trấn Thành, như Đàm Vĩnh Hưng, có thể các bạn nhìn vào các bạn sẽ cho rằng chúng tôi là những người ngông cuồng, có những cái phát ngôn gây tranh cãi, có một cuộc sống không bình thường, mọi người đang cho là như vậy. Thì em không biết là có phải anh làm một bộ phim để người ta nhìn vào cái góc yếu đuối của anh, để thương anh và thông cảm cho anh nhiều hơn hay không. Nếu nó chỉ dừng lại ở đó thì em vẫn thấy dự án này chưa thật sự là làm mình hứng. Tại vì nếu mình phải làm một cái gì đó sòng phẳng với cuộc đời hơn thì nó mới là làm mình hứng. Còn chỉ để làm một phim để người ta thấy được góc yếu đuối của mình, hiểu mình hơn và thông cảm cho mình hơn thì nó không phải là anh. Thì em muốn biết thật sự anh làm phim này để làm cái gì. Cảm ơn câu hỏi Trấn Thành rất tuyệt vời. Đây là được mà mình tên là ông Hoàng khởi chuyện đó. Và có thể có tài năng bắt người ta phải lôi hết tất cả những bí mật ra để có thể nói đây là người số 1 ở Việt Nam có thể làm được gì là Trấn Thành. Em đặt câu hay lắm. Thứ nhất, em ơi, anh nhiều khuyết điểm vô cùng, nhiều lắm lắm lắm, anh giấu thôi, anh giỏi giấu thôi chứ còn anh nhiều lắm. Anh xấu tính, anh cọc cằn, anh nói chuyện hai câu là có chữ thề một chữ. Anh rất rất nhiều thứ khác nhau. Như chỉ vì cái áo nghệ sĩ nó khống chế hơn nhiều quá, áo có sự nổi tiếng, nên là mọi người chưa thấy được cái góc khúc đó của người thật hơn. Thì phim này mọi người sẽ được thấy tất cả những thứ của mình. Và cái thứ hai như em nói đúng, em à, anh không trả lời vội để làm cái gì mà anh muốn cảm ơn em, rất cảm ơn em, cảm ơn lắm. Một cái sự gợi ý gián tiếp, một cái sự trao tặng, một cái idea mới hơn nữa cho tụi anh có thể có thêm những cái điều tuyệt vời như em đã từng tạo dựng sự tuyệt vời đó đối với công chúng tại Việt Nam trong điện ảnh của em. Anh làm cái gì thì hãy để bộ phim trả lời. Cảm ơn chị hai thân hàng, cảm ơn vì rằng là cái sự hương nhìn hương với Thành hay có những cái nhìn về một vấn đề rất nhiều những góc cạnh khác nhau thì có thể người ta sẽ trả lời nhanh thì bảo anh làm cái này tại bởi vì anh thấy anh là từ zero from zero to hero, anh không có đặc sắc nào trong tay, anh biến thành vậy trả lời rất nhanh. Nhưng mà anh phải nhìn ở một góc độ khác là em đã trao gửi thêm một phần kịch bản để cho anh. Cảm ơn em. Ủa, là mày xuống để em phim hả? Em mà xuống thì thôi em mà xuống thì thôi em xin vô ekip nữa chứ. Nhưng mà thưa quý vị, thế này là tại sao mà Thành xúc động? Tại vì thế này, mình nghĩ thế này thôi. Nhìn Linh nói anh có thể trải qua một cái cuộc đời thấy rất nhiều người thăng trầm thăng trầm. Quy đề nghệ sĩ nó khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang cứ mở lên đây để
để nếm bốn cái chữ hào quang rực rỡ. Nếm nó đi và biết nó là cái gì. Dạ, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Quang Linh. Đi xuống được nhé. Cảm ơn anh Thành. Cảm ơn anh nhiều lắm em ơi. Dạ. Một tràng pháo tay dành cho những người bạn của anh và Vĩnh Linh đã xuất hiện trên sân khấu ạ. Dạ, cảm ơn luôn cả ekip của chúng ta ạ. Và bây giờ chắc là đến lúc chúng ta sẽ cùng chụp ảnh với những nghệ sĩ đã có mặt. Tôi cũng đi học và xin phép chạy về. Đón con đi học về nhỏ. Có nhiều lý do nhưng mà hôm nay còn nguyên si lâm đủ luôn, rất là cảm động, rất cảm ơn từ những anh chị, một nghệ sĩ thành danh lớn tuổi, không nói thành danh, nhưng cũng nghệ, mà những em trẻ, những người thân quen của Hưng, cả gia đình anh chị, cảm ơn Khắc Triệu, doanh nhân Dũng, Gravity từ Vũng Tàu chạy lên, Khanh Ba Số Mười từ Hà Nội, Pháp Số Nhân Viết Anh, chị Hòa, Queen, Hòa Phương Đông và cũng may vào các em chỉ vì bài cũng mỗi này anh Nam cũng đổi vé bay về sớm với em từ một nước bạn. Cảm ơn mọi người nhiều vô cùng khủng khiếp. Cảm ơn Hà Kiều Anh, cảm ơn cả chị Thanh Hà, anh yêu Phương Nguyên, cảm ơn bạn yêu Vũ Hà, cảm ơn Jack Hồ Ngọc Hà yêu dấu, trời ơi con ngồi đỏ nữa tí trẻ à. Cảm ơn Jack nha con nhé. Cảm ơn các hoa hậu, các người yêu, thân yêu Vương, anh đạo diễn yêu dấu Vương là Trần Duy Mỹ. Rồi rất nhiều các bạn bè khác nữa, anh Danh Ca, Chi Minh Nguyễn, anh Long Nhật, nhiều nhiều lắm luôn á. Không đọc tên hơn là đấy, tối mai. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a
got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.